Qua cái chuyện giải thưởng đó là đòi 2.000 chị nữa kìa. Một chỉ vàng đến từ ẩm thực Trần. Đà Nẵng nha quý vị. À, quý vị ơi, và nếu như mà quý vị mình có cơ may mà đọc giải đó, chúng ta sẽ ví dụ như kinh một người chúng ta đang gặp tròn vẹn, được kinh đôi, kinh ba, kinh tư thì vé là thì quý vị mình sẽ được bốc thăm được coi vé, nhưng còn vé còn vé không còn hỗ trợ vé cái Luna kìa, vé trên này luôn em ơi. Rồi bây giờ một loại 50.000 đồng nha, mình sẽ được kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn nha. 50 à, trời ơi ở ngoài này thì hôm nay không biết chuyện sao nha, ở trong tôi đâu có thay đồ, cái mặt cái gì là cực vui rất là chuyên nghiệp luôn, không có giá không đâu hết mà đồ là mới lấy về hồi chiều luôn. Đèn chi mà chị cái bài chị dùng kìa cô quên cái luôn. Cảm ơn nữa, cảm ơn cái bộ đồ đầu tiên là bộ đồ người Khmer đó của một vị khán giả ở Tây Ninh gửi mai tặng cho Quyền, và đặc biệt là chiếc áo bà ba này luôn. À, hai bộ đồ là hai bộ đồ mới gửi về là mặc đẹp quá luôn đúng không quý vị, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Còn cái áo dài trắng là Quyền đi hát ra bờ sông, ra bà sông hoài luôn. Rồi cảm ơn quý vị, ba cái giải này cho nhiều rồi đúng không, thấy mai là mặc vừa ý luôn. À, không biết nữa, tại vì mình chắc là người ta giá chị chuẩn á, giá chị như con anh canh vậy đó. Mai bóc kêu chị làm anh ơi Quyền nữa. Đây bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số vậy nhá. Mây gì đây, mây gì đa, mây gì đa buồn, gì đa buồn gì đây, buồn đâu tình ta chẳng ngờ chi như hoàng gia nhà, mộng nhang như nhau đào cái trong quỷ đầu đa buồn mười sáu, một mười sáu, bốn mười sáu số đầu tiên. Mày kỳ đây.
đây 12, số gì đây mấy gì đây, số gì đây con số gì đây, số gì đây tình yêu. Ai bán mà mua để cho người ta lấy trái tim của một người ra. Con 60, còn 60, con 60, con 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60. Mấy gì đây con mấy gì đây mấy gì đây, số gì đây mười gì đây mười gì đây. Mười gì đây nhớ đôi mái tóc nhớ lượt hoàng hôn. Con 14, con 14, con 14, con 14, con 14, con mấy gì đây con mấy gì đây. Cô đã tóc cái con mấy gì đây con mấy gì đây. Từng ai ô tôi có căn nhà đây. Đi đến những thành phố tháng ngày tôi như từng ngày ô mơ về. Tình thân không tự tạ, tôi ngắm hương tây trà đi về với đó. Ủa cái gì mà đưa tôi hai cái mít luôn chị? Dạ con bao nhiêu vậy hả? Dạ con 19. Nhiều khi qua thấy một anh trai mà ở phía trên đây đoạt giải. Rồi, dạ em sẽ dành một chút thời gian để cho anh đi xuống đây. Anh đi từ từ thôi nha, để mưa nó té. Dạ, té em sót đó. Đi từ từ thôi nha anh. Ra trong đời tiếp tục lá bé còn 50.000 đồng nha quý vị mình ơi. Anh giảm dở quá kìa. Ai dở? Anh trai. Sức quá là họ tiết kiệm nha. Bự với bự con á. Ngu chị hả? Thường anh. Chị mới xin đâu em. Dạ. Lên với mình. Lên nha. Dạ rồi. Hơi kẹt xe chút xíu để anh lên. Mấy đứa chắc đường chắc lên nè. Rồi. Còn ai nữa không ạ? Mình lên đây. Dạ. Em mời chị gái mình lên đây luôn. Rồi đường hơi xa đi hơi cồng kềnh đúng không anh? Dạ. Chị em hỏi anh tên gì vậy? Mày. Dạ tên gì anh? Anh tên Khánh. Anh đến từ đâu ạ? Bình Dương. À anh từ Bình Dương anh chạy lên đây chơi. Trời ơi. Anh từ Bình Dương đó. Trời ơi vậy đó hả? Ừ. Rồi xíu nữa cho em sẽ cho anh số điện thoại chị Cẩm Nhung nha. Rồi em đổi vé của chị này cho anh và của anh cho chị. Rồi bây giờ anh dò trước cái tờ này cho chị giúp em nha. Anh đọc mã số dòng loại kèm theo 4 con số hẹn ngang. 1612 số 4. Cái gì anh? Số 4 có 1 nè. 19. 19 có 2 nè. 22. 22 có 3 nè. 60. 60 hợp lệ đọc mã dòng loại luôn anh ơi. Dạ anh đọc cái mã dòng loại này giúp em nha. 1612. Rồi 1612 đúng dòng loại luôn. Dạ đúng dòng loại tới chị. 1616 đúng luôn. Số 4. Dạ có 1 à. 19. Có 2. 22. Có 3. 60. Có 4. Rồi bây giờ anh chị mình bắt đầu chúng ta sẽ quay bánh nha anh chị ơi. Dạ mình quay bánh đi. Rồi ai số lớn mình sẽ nhận qua một phần quà.